cầm đầu và điều tra xử lý rất nghiêm túc. Thì về đề này thì chúng tôi trong thời gian tới chúng tôi sẽ là tiếp tục phát huy về cái thiết lập các cái đường dây nóng để mà tập trung bằng nhiều kênh thông tin cho nhân dân tố giác. Cái thứ hai nữa đó là chúng tôi sẽ tập trung tăng cường lực lượng công an, công an chính quy xuống cơ sở, đặc biệt xuống là công an xã. Tới đây thì bộ quy định là 5, nhưng mà lực lượng công an tỉnh An Giang sẽ tập trung từ 7 đến 10 quân xuống dưới để mà tập trung cho cái việc mà truy quét tội phạm ở cơ sở và lập các cái chốt an ninh trật tự ở những nơi mà xa các cái trụ sở công an cũng như là những cái điểm danh và thường xuyên phát sinh tội phạm. Một cái việc nữa đó là trên địa bàn báo cáo với các đồng chí thì chúng tôi là qua các kênh thông tin thì chúng tôi đã phát hiện rất là nhiều các cái điểm tệ nạn xã hội, thì chúng tôi đã đang xác lập rất nhiều cái chuyên án để tập trung đấu tranh. Mà cái này thì báo cáo chỉ là cái việc mà xử lý các cái tội phạm mà liên quan đến cờ bạc đó, thì chúng tôi điều tra rất là sâu và rất là chặt. Bắt tội phạm tệ nạn xã hội thì không phải điều tra tội tệ nạn xã hội, tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc, thêm những cái tội rửa tiền và nhiều loại tội phạm khác cũng có liên quan để xử lý cho nó nghiêm. Và cũng là báo cáo thêm là chúng tôi sẽ qua quá trình mà đấu tranh tội phạm, nếu như địa phương nào lực lượng công an mà để là tội phạm hoạt động không quản lý địa bàn, không quản lý đối tượng, không triệt xóa để nhân dân phản ánh, thì chúng tôi xử lý xong là chúng tôi xuống kiểm điểm và xử lý kỷ luật đối với cán bộ ở địa phương đó. Thì thời gian qua thì báo cáo chính là chúng tôi làm rất nghiêm túc về vấn đề này, nên là cái tình hình là tiếp tay rồi là quen biết rồi là không đấu tranh cương quyết thì cái vấn đề này giảm rất là sâu. Thì báo cáo với quý vị như thế. Về cái thứ hai nữa là liên quan đến tín dụng đen. Đấy, tín dụng đen thì cái phương thức thủ đoạn đó thì là một là treo biển về phát tờ rơi quảng cáo liên quan đến cái việc mà cho vay. Cái thứ hai nữa là thủ tục nhanh gọn đơn giản, có giấy chứng minh với hộ khẩu là được. Cái thứ ba nữa là các đối tượng cho vay thì thường là các đối tượng này là đối tượng cả buôn đồ có tiền án tiền sự, rồi các đối tượng ma túy xiết nợ đòi nợ thuê giết người và gây thương tích, là những đối tượng này là những cái đối tượng là đi cho vay lãi nặng thời gian vừa qua. Và nhiều là đối tượng đó là dùng điện thoại gọi nhắn tin rồi là uy hiếp, thậm chí là lấy những cái hình ảnh cái kia đó thứ thì là đăng rồi là chia sẻ bình luận là uy hiếp thời gian vừa qua. Đấy, thì cái này cũng là một trong những vấn đề mà lực lượng công an chúng tôi đã nắm rồi. Vì là báo với